À, chào chị ha. À, chào quý công ty ha. À, thì bên em là chuyên về mấy phòng phòng âm thanh nha, chuyên bán và cho thuê máy in máy photo tại thành phố Hồ Chí Minh anh chị ha. Vì cho nên có nhu cầu liên hệ bên em ha. À, thì trong video này bên em sẽ giới thiệu những cái máy mà anh chị thường hay photo, thường hay in ha. À, thì đôi khi mà anh chị chọn những cái view, anh chị chọn mua những máy ví dụ như bên chỗ điện máy xanh này, thế di động này hay những đó, thì bên thợ họ họ không chứ không chuyên, tại vì họ yêu thợ kỹ thuật anh ta sẽ kim luôn là máy in này. À, kim luôn điện máy máy lạnh này, máy giặt này, máy tính này, rồi máy rất là nhiều máy ha. Thì họ không chuyên lắm ha. Thì anh chị nên mua ở những cái bên chuyên, ví dụ như bên em ha, bên mấy văn phòng anh Thanh ha, chuyên bán và cho thuê máy in máy photo tại thành phố Hồ Chí Minh ha. À, về các điểm lân cận ví dụ Biên Hòa, Đồng Nai, Dĩa An, Bình Dương ha, thì chị có nhu cầu thì liên hệ bên em để mua ha. À, thì đối với anh chị với mấy văn phòng bên em ha, thì bên em sẽ bán những dòng máy in nhỏ ví dụ là máy in 29, máy in HB 17, máy in HB 17 thì bây giờ rất rẻ, giá thành rất rẻ ha. Thì bên em sẽ bán giá gồm có giá và chi phí vận chuyển, giao đà, giao hàng, lắp đặt ha chị. À, rồi anh chị ví dụ mà anh chị không ví dụ anh chị mà không muốn bỏ tiền ra một số tiền lớn để chị mua những máy in máy photo thì anh chị có thể thuê ha. À, bây giờ hiện bây giờ thuê rất là rẻ ha. Thuê thứ nhất là anh chị có lợi là ví dụ anh chị là không tốn tiền, bỏ tiền ra số tiền rất là nhiều để chị mua một máy nè. Rồi ví dụ mà chị không ví dụ là sau sau khi chị thuê xong á, thì chi phí lắp đặt là vận chuyển, rồi chi phí vận hành nè, sửa chữa nè, thay mật nè, anh chị không cần lo nữa anh chị. Thì để có bên bên ví dụ bên em, bên em sẽ lo toàn bộ những chi phí đó, anh chị chỉ bỏ tiền để thuê thôi. Hoặc là chị có thể mua luôn, ví dụ tài chính khá giả gì thơ mua luôn được cũng được ha. Tại vì bây giờ máy in thì bên em sẽ bán máy in mới, còn máy photo thì bên em sẽ bán và cho thuê những cái máy mà máy 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 đó ok đó. À, thì anh chị có nhu cầu liên hệ bên mấy phòng phòng Thanh, bên em, bên mấy phòng phòng Thanh bán và cho thuê máy in máy photo. Thì bên em thì này em sẽ giới thiệu những cái máy mà bên em có ha, để chị tham khảo ha. Thì giá thuê cũng rất rẻ ha, giá thuê từ 600 đến 1 triệu mốt, 1 triệu 2. Giao hàng lắp đặt tại thành phố Hồ Chí Minh luôn, anh chị có nhu cầu thuê mua không đó. Thì điểm lợi của thuê thì rất rõ ràng anh chị. Thì không tốn phí mực này, không tốn phí sửa chữa. Thì chị nào có mua luôn á, muốn mua luôn á, thì bên thường bên chỗ bên em bán là bán cho bên xây dựng nè, bên bên công ty nhà đất là mua dây đất, là mua một cái máy in trắng đen á, thì có chức năng scan luôn, in copy scan A3 45. Scan là scan màu luôn chị, ví dụ anh chị mà gửi những cái hợp đồng cho đối tác có scan màu rất là tiện lợi ha, thay vì chị mua một cái máy in màu in trắng đen rồi máy scan thì rất là phiền hà, chị mua máy này nó sẽ có hết luôn. Hoặc là văn phòng, hoặc là những cái văn phòng mà nhỏ mà anh chị không có chỗ mà để chứa những cái máy photo lớn to bự á, thì anh chị có thể mua một cái máy in nhỏ. Thì máy in nhỏ bây giờ nó cũng rất là tiện ha, nó cũng rất rẻ, ví dụ HB 17 rất rẻ, HB 135, 177 chị mua những máy đó, hoặc là mua dòng máy brother cũng được ok. Vì anh chị có nhu cầu là liên hệ bên em ha, bên em sẽ bán lắp đặt tại tận nhà anh chị ha. Đó rồi, bên sĩ giới thiệu những máy cho chị xem chị. Thay vì bên em là máy văn phòng Phương Thanh chuyên bán và cho thuê máy in máy photo tại thành phố Hồ Chí Minh anh chị, hoặc cái tỉnh lân cận Bình Dương, Biên Hòa, Đồng Nai, Dĩa An, Bình Dương thì bên em. Thì thay vì anh chị mà mua những cái máy in ở những hàng lớn, ví dụ máy in nhỏ 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 đó, máy in 29 những hàng lớn, thì họ là đa số thợ là họ chỉ chung hết những cái máy văn phòng, ví dụ như là máy in này, máy điện lạnh, điện tử, đồ tivi, máy tủ lạnh, máy giặt đồ. Thì đây đây là dòng máy nhỏ chị, đây là dòng máy nhỏ cho văn phòng này. Máy in đơn năng chị, nó chỉ in thôi, nó không in, nó chỉ in thôi, không có phô được ha nha. Máy phô được là những máy ví dụ HB 135 này, giá thành cũng rất là rẻ nha. 137, 137 còn những máy dù máy in hai mặt, máy in ra đời 2B 21 giá cũng rất rẻ nha. Anh chị có thể tham khảo bên 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 chỗ em đó. Đây 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 là máy 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 photo nha. Đây máy photo này chỉ cần nhu cầu mua thuê đó, liên hệ bên em mà. Giá thành cũng rất là ok. Chị mua luôn á, mua luôn thì giá bây giờ bên em cũng rất rẻ, chị 12 triệu rưỡi là chị có ha. Thì trong áp dụng chương trình khuyến mãi trong tháng tháng này thì bên em sẽ giảm 500 ngàn cho anh chị,
anh chị nào giới thiệu hoặc là chị em sẽ giảm đi từ mấy cho chị mua trong tháng này kia. À, máy 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 này là máy 504 tốc độ 50 bản phút, còn máy bán là máy tốc độ 30 bản phút, nhưng mà nó còn nó đáp ứng nhu cầu chị vivo nhỏ chị đó. Máy thì máy rất là đẹp anh chị. À, các chức năng in copy scan A3 45 hay gì đó, gì cái nhu cầu người ta thuê ha. Máy thì nó in được A3 luôn, cỡ lớn nhất thuộc A3, cỡ nhỏ cỡ A5 đó. Cái gì cái nhu cầu thuê hoặc mua máy tại thành phố Hồ Chí Minh ha, có thể liên hệ bên em mà đó, bên em bán cho thuê máy in, máy photo, máy in nhỏ thì ví dụ anh chị văn phòng nhỏ thì anh chị mua máy in nhỏ ha, hoặc là những cái bên chị anh chị mà sử dụng nhiều anh chị thuê luôn hoặc là mua luôn những cái máy photo này nè, nó rất ok, tốc độ nó nhanh, in được A3 45 ha, xài được cho văn phòng cho nhiều người. Rồi, cảm ơn chị ha.